Hai nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là từ đường phố đây. Rất vui gặp mọi người, chúc anh em phút giây thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thay đừng quên like nha và xem video, đặc biệt nhớ đăng ký kênh nha, đăng ký ngay bên góc trái màn hình này và bật cái chuông thông báo lên để nhận cả video mới nhất từ mình. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúc anh em một buổi tối vui vẻ nhá, ăn cơm miệng và xem video mình thấy vui vẻ thoải mái nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó, cái đoạn đầu video anh em vừa xem xong đó là trận chung kết đó, vòng loại cuối cùng của Champions Cup 10 nha mọi người nhá. Đó thì xem như là ta thông báo từ trước thì chắc chắn là anh Envin thì sẽ là thắng rồi nha mọi người. Đó, không thì bàn luận hết. Ok. Ngoài ra anh em có ạp Pocket để chiến chơi chưa? Nếu chưa thì ghé xuống link shop của mình nhá. Nó ngay phần mô tả ở đây, anh em click vào phần mô tả và ghé qua link shop của mình. Và anh em có xem được con ma ạc nào, ma mấy thì báo cho mình nhá. Đó. Bên shop thì có khá nhiều ạc rẻ 400, 500. Anh em xem được thì nghĩ anh em mình, bao nhiêu mình ủng hộ mình để có một cái Tết bánh chưng có thịt. Ngoài ra thì anh em là có nhu cầu mua bán thì liên hệ luôn Facebook với mình nha. Lấy chút phần link Facebook mình cũng đang ở phần mô tả luôn. Anh em liên hệ với mình và chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau. Ngoài ra thì bên Bác Mưu Lì đang có cái vụ đó là anh em VIP không cài server 720 hôm 25 này. Thì anh em là hứng thú thì cứ lên YouTube, lên Facebook ạ. Có đường link với đường từ khóa là anh em Pokemon VIP không mà ra nhập fanpage để tham gia cùng nhá. Có mình tham gia và Bác Mưu tham gia. Anh em ghé qua tham gia cùng cho vui. Ok, trở về vấn đề video tối nay. Nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất cho ngày hôm nay không ai khác đó chính là Hồng Tâm. Pokemon hoàn toàn mới anh em nhé. Nó rất là mới mẻ luôn. Và với mức giá lạp là 1.6 triệu. Và bỏ ra 15k kim cương. Và sau 4 ngày thì có thể thu hoạch và nhận được em nó về. Nó gồm có Hồng Tâm và mảnh bá chủ của Hồng Tâm luôn, đầy đủ luôn. Ngoài ra nó miễn phí lại cho anh em thêm 7k dưới kim cương, coi như bù hoàn trả đấy anh em. Có nghĩa là anh em tính ra là hay chứ, anh em nạp vào 7k được nhận 7k là vừa tròn đủ 15k anh em mua, nên ra là giá Hồng Tâm này cũng khá rẻ, 15k kim cương. Nhưng nó lại là tâm điểm của ngày hôm nay luôn, đang sôi sùng sục lên, rất là nhiều anh em tò mò và thắc mắc không biết là cháu Hồng Tâm như thế nào, và anh em ý kiến bảo mình review rất là nhiều. Để nạp mà có nó thì rất là khó, mình đang nhờ anh Hoàng kiếm xem là có bạn nào nạp và chuẩn bị lấy không, thì mình nếu có thì mình sẽ review cho anh em xem, đó là mình sẽ test thôi. Còn đâu ở video tối nay thì mình sẽ review cháu Hồng Tâm, tổng quát cháu Hồng Tâm cho anh em xem nha. Ok, chúng ta sẽ vào một hình ảnh để review về tổng quát về cháu Hồng Tâm. Ok, Hồng Tâm thì với cháu Mega Aranella thì hoàn toàn không khác nhau là mấy anh em. Nó chỉ khác nhau về độ béo và gầy thôi. Một con thì khá là béo, một con khá là gầy. Sẽ là con này sau mông cũng có cũng có cái lút đi luôn anh em. Đấy, hai con đều, đấy, con này to hơn luôn nha. Chúng ta sẽ đi xem ở dạng thường của cháu nó trước khi xem dạng bá chủ. Chúng ta sẽ xem ở dạng đen gần trước nha. Trước khi xem đen đờ tiến cấp bá chủ để cho dễ nhận dạng xem hơn. Ở dạng thường này thì cháu nó hoàn toàn rất là gầy, còn gầy hơn là dạng bình thường này luôn anh em. Đó, khác về màu sắc nó là màu đỏ. Còn đâu con này thì nó là màu trắng bạc nha. Đây chúng ta sẽ tập trung vào cháu Hồn Tâm. Chính xác tên của nó là Hồn Tâm chứ không phải là Hồng Tâm nha mọi người nha, Hồn Tâm. Em nói là thuộc dạng bét hay yêu và thép. Chúng ta sẽ đi qua một lượt dạng skin cũng như là PR các thứ. Mọi thứ đầy đủ của cháu nó luôn. Về thuộc tính thì cháu này nghiêng về đam à. Vậy con này đánh đam nhiều nha. Chỉ số anh em này thấy 215 điểm đam, chênh lệch với 111 điểm crit. Duyên thì gồm có bộ duyên đó là Át Khỉ, X Ninja, Vocalion và ghép bộ duyên với tứ duyên luôn à. Megalathan. Ok, cũng ghép lại và 12 bộ duyên tứ mở ấy luôn nha. Đấy, anh em thấy thấy. Wow. Ở đây cơn lộn. Ok, tiếp theo về pro của cháu nó. Pro 1 thì không có gì đặc trưng cả, qua pro 2 coi cũng như các bé bình thường thôi, cũng là các pro hỗ trợ thôi. Nội tại của cháu nó là khi chiến đấu, lúc Hồng Tâm ra trận, bánh răng phòng ngự bắt đầu chiến đấu. Bắt đầu chiến đấu khi Hồng Tâm khi chiến đấu, nếu Hồn Tâm ở bánh răng tấn công tăng 20% sát thương tạo ra, nếu Hồng Tâm ở bánh răng phòng ngự giảm 20 sát thương phải chịu khi chiến đấu tăng 500 đam cho bản thân nha mọi người nha. Vậy là các kill của cháu nó đa số toàn là đam rồi anh em thấy. Tiếp theo là một kill hệ siêu, tạo sát thương hệ siêu đam. Nếu Hồng Tâm ở bánh răng tấn công, tấn công có thể bỏ qua và xóa hồn hộ vệ. Nếu tấn công của Hồng Tâm ở dạng phòng ngự, tấn công có thể giảm 20% lộ của phe địch nha anh em. Uy lực là 50 và tấn công quần thể.
Tiếp theo là một kỹ thuật thường anh em nhé, chuyển đổi bánh răng thành chuyển đổi bánh răng tấn công, chuyển thành bánh răng tấn công anh em nhận thêm 200 lộ. Nếu trước khi sử dụng hồn tâm ở bánh răng tấn công thì chuyển thành bánh răng phòng ngự, nếu nhận được hồn hộ thuẫn, nhận được hồn hộ thuẫn trên 20% HP tối đa của bản thân, thả Slit Garret xong có thể thả tiếp ngay lập tức skin một hiệp. Cái này kiểu như là nó là cái nút này chính là cái nút mà bật tấn công hay là phòng thủ đây anh em. Chắc chắn đây là nút tấn công hay phòng thủ của cho nó. Có nghĩa là nếu cho nó đang ở dạng tấn công thì anh em dùng kill này thì sẽ biến thành dạng phòng thủ, còn nếu nó đang ở trong phòng thủ ấn nút này thì sẽ biến thành tấn công. Có thể hiểu như vậy. Tiếp theo là một kill hệ thép tạo sát thương hệ thép đam, nếu hồn tâm ở bánh răng tấn công skin có thể 500 có thêm 50% tỷ lệ bọc kích, còn nếu hồn tâm ở bánh răng phòng ngự tấn công sẽ khiến mục tiêu bị choáng một hiệp. Quy lực là 90. Đa số em nó toàn kill quần thể nhá. Con này thì đa số toàn là các kill boost cho bản thân đơn thể chứ không hề có boost cho tổ đội hay gì hết. Anh em có thể thấy ngay cả đặc trưng của cái nội tại của cho nó thì chỉ hỗ trợ tấn công và phòng thủ của các kill cho nó chứ không hề hỗ trợ cho teammate trong đội nhá. Về mặt ulti này là một kill yêu đam anh em. Nếu hồn tâm ở dạng tấn công thì skin có thể có thêm 100% tỷ lệ bạo kích, nếu hồn tâm ở phòng thủ thì trước khi tấn công hồn tâm sẽ nhận được thêm được hồn hộ thuẫn dựa trên 500 HP tốt nhất bản thân, tấn công đơn thể và uy lực 150 skill anh em. Nói chung thì mình thấy cháu này thì thường dạng là cũng tự tấn công một mình thôi, còn đâu khả năng châu bò hay không thì chưa có best để test anh em. Đó thì vì anh em yêu cầu review rất là nhiều thế nên là mình quyết định là mình sẽ review cho anh em xem. Đó. Tiếp theo ta đến với dạng thứ hai là dạng bá chủ của em nó. Ở dạng bá chủ này thì sau khi tiến hóa lên bá chủ thì có vẻ cho nó béo hơn, béo hơn so với lúc mình ban đầu, và màu sắc cũng thay đổi thành màu đen trắng, còn đâu tỏa sáng thì chưa biết nhá. Cháu này không có nguồn comment thì cũng chưa có anh em nào bình luận. Về thuộc tính thì cháu nó có vẻ tăng nhiều hơn nha mọi người, nói chung thì tăng cũng tương đối là nhiều. Và mình sẽ kiểm tra pro xem. Ok, pro 1 thì không có gì đặc trưng cả, pro 2 sau khi lên bá chủ thì cũng không có kill nào là đặc trưng hết, nó vẫn giữ nguyên, chắc chỉ có thay đổi skill và ấy thôi anh em. Khi chiến đấu lúc hồn tâm bá chủ ra trận sẽ dùng bánh trong phòng ngự bắt đầu trận chiến. Ok, coi em bắt đầu ra trận thì nó sẽ dạng dùng ngay ở dạng ok, mình sẽ kiểm tra lại ở nang gần của nó xem nào. Có nghĩa là khi ra trận cái nào nó sẽ dùng ngay ở dạng phòng ngự đầu tiên, còn đâu cháu này sao, khi chiến đấu từ từ khi chiến đấu hồn tâm ra trận dùng bánh trong phòng ngự bắt đầu trận đấu. Cũng y chang khuôn anh em, y chang một khuôn thôi, không khác gì nãy chẳng qua mình đọc không để ý lắm. Ok, vậy là ra trận thì nó sẽ dùng ở dạng phòng thủ phòng ngự đầu tiên, vậy thảo sao cái kill này thì nó sẽ biến thành tấn công đầu tiên, hiểu rồi. Ok, sẽ có tấn công ở dạng tấn công cộng 20 sát thương và tăng thêm 100 sát thương. Nói cho ông nó chỉ tăng thêm các tỷ lệ phần trăm sát thương cũng như phòng thủ nhận thêm thôi anh em. Các kill có chắc cũng y chang như vậy. Không, ở đây có thêm một kia anh em này. Tấn công sẽ bỏ qua và xóa hồn hộ về và tạo x1 khắc chế với best hệ ác, hệ siêu hệ thép nha mọi người nha. Mấy con bị khắc chế là coi như ăn thêm x1 nữa. Kill này gần như nói chung các kill ở dạng bá chủ thì đa số toàn là thêm chỉ số thôi anh em, chứ nó không có thay đổi nhiều. Nó có thể tăng thêm phần trăm về tỷ lệ bạo kích phòng thủ tùy theo thuộc tính của kill. Ngoài ra tăng thêm uy lực nha anh em, thì đây uy lực này 50 và đây 100. Ok, đây anh em thấy tăng thêm là 60% và thêm 60% sát thương này, kéo dài 2 hiệp, thêm 50% sát thương bạo kích đây. Ulti cho nó đây. Đây thêm khả năng đánh trúng bét đang bay khoát và lặn nha mọi người nha. Gần như là vẫn không hề thay đổi. Wow, uy lực tăng lên 200 điểm luôn anh em. Uy lực skin tăng lên được 200 điểm, khá là gắt gao đây. Cũng không nên nói nào phải đùa đâu. Nói chung thì hôm nay từ video tối nay thì mình đã review sơ bộ qua về cháu hồn tâm ở dạng thường và bá chủ hồn tâm nha mọi người nha, hồn tâm. Đó thì cũng mong sao anh em xem video một cách vui vẻ. Ok, dù sao thời gian cũng đang còn thì mình sẽ đi đội đấu. Đấy, hiện đang đứng top 8 à, mấy đứa dám cản trở à. Ok, đứa nào cản trở thì múc đứa đấy thôi anh em. Đấy.
Ok, trận đầu tiên bao win rồi. Mình sẽ chuyển chế độ lên. Ok anh em tranh thủ đi cái này nha. Nhưng cái này nói chung thì cũng phải dựa vào team đội chính thôi. Cơ bản đã là top thì chắc chắn vẫn là top thôi. Còn đã không phải là top thì khó khăn lắm. Chúng ta cũng chỉ tích mảnh cái thứ thôi anh em. Đấy, cầm ạc này thì đánh hết 5 trận này lại lên top 1 như thường thôi mà. Cũng không có gì thay đổi nhiều cho lắm. Ok, tiếp theo, trận tiếp theo nào. 9k và 9k luôn. Đấy, gấp độ nào bá độ đấy anh em. Cầm ạc top nó là vậy đó. Cái cảm giác nó sẽ khác hơn trong khi chúng ta trải nghiệm. Đó là khác hơn, nói chung khác hơn. Anh em xem là thấy thôi. Ok, trận tiếp theo nào. Ủa này nó giật hai giật thì win quá. Anh chàng giai cầu. Ui dồi ôi, tầng điện rồi, được ăn tầng điện rồi. Đó, win đi luôn, chưa kịp ăn tầng điện. Nhìn theo cái tầng điện ấy của giai cầu rất là bá nha anh em nha. Mình đã test thử cho anh em xem rồi, anh em thấy. À ngoài ra bên nào còn đang còn con muối cơ, muối bá chủ. Mấy anh em có thích thú không? Nếu thích thú sáng mai. À không, sáng mai có. Sáng mai sẽ có sự kiện lớn, nói chung là để tính sau anh em. Nói chung mình còn một con muối bá chủ nữa anh em, nếu mà con muối chủ nhật á. Cái con muối chủ nhật đúng không? Con muối thì con nó khác con bot. Con muối bá chủ đó thì anh em nói anh em thích comment để mình review nha, con gầy gầy á, cái đơn gái á chứ không phải là con thằng con trai đâu. Nó là bộ đôi yêu nhau hay sao. Đánh phát lên top 3 rồi anh em. Vá vài cái là đã lên top thay hạ đổi hẳn. Đánh thêm vài cái nữa là lên top 1 ngay thôi, có gì đâu. Ở cuối tháng này đến cuối tuần này tổng kết cái này thì ta lại nhận thưởng như thường thôi. Ok, ra trận nào. Ok, win. Đánh cái này thì bao win rồi. Không cần phải bàn cái rồi anh em. Đó. Nói chung cái này tính ra nó ra thì nó hơi bị chói nòa tí, thật sự luôn. Mình nói thật ra nó hơi bị chói nòa, nó bóp ở cái chỗ đó là kết hợp đội này thì các top kết hợp với nhau thì không cần phải nói. Ồ ở đây, à thì là cả bộ nó với một độ ở đây hết à. Ây chà, bữa nào phải mượn ác bộ nó nghịch mới được. Đó anh em thấy không, đã lên top 3 rồi nha, tích điểm lên 8.900. Ồ căng nhỉ. Chúng ta còn 2 trận nữa thôi, 9.700 nào. Ồ, càng á. Càng rồi nha. Ok, ra trận nào. À, win à. Đấy chà, anh em server hết mà. Có gì cứ bình tĩnh. Ngồi trong đây uống tách trà và nói chuyện với nhau. Mình sẽ kể cho bạn nghe về một câu chuyện của một huyền thoại. Nói chung đi này thì 3 win rồi. Không cần phải tranh cãi gì anh em. Đi cái này thì 3 win. Thừa luôn. Ô, cặp cộng hưởng nha. Ui. Ui, đùa. Sấp mặt rồi. Ô, trông chầu vô nó thôi. Chết giờ sấp mặt rồi. À, cũng ngon. Gặp team cuối này bá thôi. Muốn ra bố nó cầm cái team này nhỉ. Cả Ultra Sun Mon đâu rồi ta. Muốn sao cái đội này đi bắt team hay vậy trời. Hai ác đầu top ngon lành đi cùng với một bạn bình dân này. Hay là không còn hy vọng gì vào top tủng gì nữa. Cũng phải giành top 2 chứ. Còn cơ hội thì cố gắng chứ. Ý như này giành được top 2 chứ. Ok. Còn trận cuối cùng. Cố gắng nào.
thích đẩu ở nhà cho nó chơi cho nó vui anh em. Sẽ đổi lên team này lên đổi nhà chơi cho nó vui anh em, thằng nào cũng win. Ui thôi xong, mình nhìn ngu rồi, quả này mà thua thì sấp mặt rồi. Ôi quả này mà thua thì biết úp mặt vào đâu. Lại đánh xin lỗi anh Hoàng thôi. Gây ra trận nào. Úi ôi hộp ba. Ung tin nhảy cái. Ui win rồi. Thế thì bao win rồi anh em. Trận cuối chắc thắng rồi. Còn trận này thì chứ là phục thù bên ấy bị cặp Black cộng hưởng nó và khốn quá thì giờ mình bác cộng hưởng vá lại thôi. Cái câu chuyện là chỉ có vậy thôi, nhưng mà chỉ sợ là vá chưa kịp tìm bạn nó cùng tí trước nữa, đến là tìm mình sắm mặt ra. Đấy, sợ nhất thế thôi. Ok, nói chung thì video tối nay của mình thì chắc kết thúc đây thôi. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ và đừng quên like, share nha mọi người nhé. Nhớ đăng ký kênh và đặc biệt nhớ cái like cái video tối hôm qua đã đạt được 500 lượt like thì có event tặng hàng cho anh em. Mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, video tối nay thì kết thúc thôi. Đen nhầy. Là 8 điểm không là top 1 rồi. Ok, ngày mai cố gắng. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha.